Ngọc Linh, Có. Mai Tuyết, Có em ạ. Thần Ngân, Dạ có. Nguyễn Thị Huyền, Có. Nguyễn Thị My, Có. Ngọc Mai, Phương Lan, Có. Nam, Nam hay Năm ấy nhỉ? Năm à? Có. Ừ. Nguyễn Thị Nhiên, Có. Thanh Hòa, Đã có. Phạm Thu Hương, à lúc nãy Thu Hương rồi đúng không? Hương Trà, Có. Yến, Có. mình có bạn Lê Thị Thảo đúng không? Thôi bạn Lê Khánh Vân mạng đang lát, bạn ấy đang vào ạ. Khánh Vân à? Vâng, cô đợi một bạn. Okay. Thảo, có đúng không? Vâng ạ. Ồ, thế lớp mình bảo có 20 bạn thì bây giờ một bạn dùng hai thiết bị đã có 21 bạn vào rồi, thì là đủ rồi còn gì nữa. Còn bạn nào cô chưa điểm danh nhỉ? Cô có điểm danh cho em rồi ạ. Bình Vân cô ghi tên rồi. Vâng ạ. Phương Thảo đúng không? Có. Ok. Môn văn ứng dụng này lúc đầu người ta chọn cho các bạn là môn tự chọn, nhưng về sau cô lại thấy tất cả các lớp đều học, thì không biết là các bạn có phải là tất cả các lớp đều đăng ký không. Mà về dàn trải ra thì không có lớp nào là không không học văn ứng dụng cả. Văn ứng dụng chúng ta sẽ học trong 7 tuần rưỡi, là môn 2 tín chỉ thôi, và cái bài khứa thuộc bài cuối cùng đấy, đó là cái phần mà chúng ta tham khảo. Chúng cô chỉ dạy qua bài đó thôi, bài đó không nằm trong chương trình thi, nên là phần đó các bạn sẽ phải đọc, tự đọc là chính. Tiếp theo nữa, trong 7 tuần rưỡi học thì ở tuần thứ ba thứ tư cô sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra. Khi mà viết bài thì có thể là điểm chưa cao thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để chúng ta gỡ điểm. Lấy điểm cao thì nó chiếm 40% điểm giữa kỳ của bạn. Điểm chuyên cần sẽ trừ thẳng vào điểm giữa kỳ. Là cái môn mà các bạn, nó khác với cái phần những phần trước các bạn học, nó rất là suminủy, tức là sử dụng từ ngữ ở trong sách vở chứ không có từ trong khấu ủy. Nên là khi viết chúng ta cái gì có thể phao xung được, cái gì chúng ta cần phải cho nó vào quy củ, được ép nó vào một cái khuôn mẫu. Vì tất cả những cái bài như thế này chỉ có mỗi Ipan Sushin và cả Sisin là chúng ta có thể cho nó gọi là gì, cho nó vào một cái, tức là chúng ta có thể viết theo cái mạch cảm xúc của chúng ta. Còn lại cái phần đầu tiên chúng ta học là quy trang, hay là còn gọi là quy tinh, hay gọi là quy chứa, khéo linh, cái điều lệ, rồi những cái gọi là cái quy luật, quy tắc, những cái nội quy, thì chúng ta cần phải gì, theo nó một cái khuôn mẫu nhất định. Ví dụ như là cái thư, viết thư để xin lỗi, viết thư xin việc, lúc này chắc chắn chúng ta phải có một cái mẫu rồi đúng không? Vậy thì mỗi một bài thì chúng ta sẽ có những phần khác nhau, và
Chúng ta sẽ tìm hiểu từng bài một, và bài nào các bạn cũng sẽ phải viết một cái bài mình giống như là bài mẫu, và chúng ta cũng có thể thêm thắt vào, thêm những điều khoản vào, thêm những điều lệnh vào, thêm những cái phần yêu cầu khác vào. Thế nhưng mà đòi hỏi thì chúng ta lúc này cố gắng đừng dùng khẩu ngữ nhé. Cô chia sẻ màn hình cho các bạn. Các bạn đã nhìn thấy hình ảnh cô chia sẻ chưa? Dạ rồi ạ. Tất cả những tài liệu này cô đã đưa hết lên trên trang của nhà trường, các bạn có thể mở ra để tham khảo. Và chắc là các bạn cũng nhận được sách hết rồi đúng Vâng ạ. không? Ok. Và chúng ta tìm hiểu ý tưởng về trang đầu tiên nào. Ờ, Pháp luật giao thông quy chứa đây là mà quy chứa quy tắc giao thông đúng không nhỉ? Hoặc là nào mình đi cái chuyện xuyên xeo xuyên xí là sửa hộ nhưng mà nhau chân sổ xuyên xeo đỡ như nào? quy chứa Quy chứa hẳn hảo. Na chai nà lì wo men yi ding yao chun shou na lì de quy chứa. Na chiu shi de ge guo jia xing zheng ji guan, gong chang, xue xiao deng dan wei dou you ni ge ta zi ji de you qiang, qiang zhi xing huzhe ni ge yue shu li de wen jian, jiu shi jiao quy chứa, ge le ma? Hao de. 那么规则是什么？那我们首先那个去了解规则规章的性质或者范围。那规章是国家行政机关、工厂、学校等单位为了建立正常的工作、学习秩序制定的，具有强制性。和约束力的文件，它包括什么？它包括规则、守则、条约、条令等。Vậy thì chúng ta có thể định nghĩa cái từ quy chương này có nghĩa là gì đây? Quy chương chính là quy tắc, chính là gì? Điều lệnh. Thì nữa, điều ước, khế ước đúng không? Của gì nào? Của các cái đơn vị hành chính, sự nghiệp như là cơ quan hành chính, như là công xưởng, như là gì, trường học, mà người ta đưa ra cái đấy để làm gì nhỉ em nhỉ? Quy chương chính là văn bản gì, Văn bản bắt buộc. mang tính gì, có tính gì nhỉ? Buộc ạ. Lập Đúng rồi, trói buộc. Gì nữa? trật tự. Cưỡng chế. Đúng rồi, mang tính trói buộc, cưỡng chế. Và chúng ta cần phải gì? Cần phải theo đúng như cái người ta quy định đó, đúng không nhỉ? Họ chỉ suy. Quy chương này应该用文体者规范制约人行为的作用，因而具有法规性。法规性là nghĩa gì đấy？Tính pháp quy. Đúng rồi, tính pháp quy. Đang gọi là pháp quy thì nó rất là mạnh mẽ, nó rất là nghiêm ngặt, rất là chặt chẽ, nhưng này chúng ta bắt buộc phải theo. Ví dụ, giao thông quy chứa. Na,那个,就是市民必须遵守的交通法规。如果违反了交通规则，就要受到什么正罚、处罚，对了吗？Sẽ bị gì đấy, trừng phạt, trừng trị là cái là đã gọi là quy tắc, nó gọi là nội quy, đã gọi là quy định thì bắt buộc chúng ta phải theo, và nếu chống đối lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái chịu một cái hình phạt mà ở những cái cơ quan địa phương đó, những cơ quan, những cái đơn vị đó mà người ta áp dụng áp đặt cho mình. Vậy thì khi viết bài
那么规章的结构包括哪些的？那个规章的结构包括四个部分，第一个是标题，第二个正文，第三个署名，最后的就是日期。标题，那我们怎么写呢？比如那个我们在学校学习，一定有那个学校规章，对了吗？ 还有呢，比如你去参加考试，参加SSK考试，那你们那个可以给他们标题吗？考上规则。哦，很好，考上规则。哦，那个标题一般我们有两种写法，第一个是内容。 加文种，内容是什么？可以那个适用的对象，明白吗？ Nội dung và gì? Và ghi cái文种 chúng ta có thể ghi là quy chế, có ghi là quy trang, có ghi là quy định, có ghi là điều lệ. Chúng ta có thể lúc đó dựa tình hình cụ thể để chúng ta biết cái phần sau. Còn cái phía trước cái nội dung gọi là gì? Đối tượng cho nó thích hợp thì chúng ta sử dụng. Ví dụ các bạn thi thì chúng ta ghi là khảo trạng. Khảo trạng quy chế. Ví dụ ở trong xuế sao, ở trong trường học thì có thể là gì? Xuế sao quy chế. Và gì ở đây người ta cũng có thể là trung xuế sống, sổ chứa, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể ghi nội dung cụ thể. Hoặc tiêu cơ nào? Tiêu cơ kìa. Yếu chứ pha chi quan cha nội dung cha vốn chủ cấu thành. Ví dụ nào? Ta ghi là nội dung, lúc này nội dung rất là cụ thể. Bên trên có chư pha chi quan là gì đấy? Là cái cơ quan mà người ta đưa ra những cái quy tắc đó. Ví dụ, trường đại học của chúng ta đưa ra cái nội quy khi vào nhà ăn thì chúng ta có thể thay thế vào đây như thế nào? Trường đại học kinh doanh công nghệ. Trường cung ta sẽ chiêu chán. À đúng rồi, gì nữa? Còn phần uốn chủng chúng ta sẽ ghi là gì? Chúng ta sẽ cho tên của trường đại học chúng ta đúng không? Tên đại học chúng ta các bạn hay thường dùng là gì đây? Trinh cung ta sẽ chiêu sang quy chứa. Hẳn hảo. Chúng ta đưa rõ cái gì cơ quan phát hành. Ở đây cụ thể là trường của chúng ta. Sau đó đến cái nội dung là cái chiêu san. Chiêu san ở đây có nghĩa là gì? Các bạn thử lấy cái khẩu ngữ để giải thích cho cái chiêu san nào. Nhà ăn à? Ăn. Thì chúng ta sử dụng như thế nào để giải thích cho từ này? Lấy hẳn ra chúng ta dùng tiếng Hán thì chúng ta giải thích nào? Nói tiếng Trung để giải thích nào. Chiêu san là sao ý gì ta? Anh em nói mỗi từ ăn không à? Thì nó vẫn chưa đúng. Lấy từ gì để giải thích cho nó được? Tao chưa fan. Tao chưa fan à? Cái này kiểu như là đi ăn cơm phải không ạ? À đúng rồi, đi ăn cơm, chính là đi ăn cơm luôn đấy. Mình hiểu nó là đi ăn cơm rồi thì bây giờ mình giải thích nghĩa của từ nó như thế nào? Dùng tự chỉ được khoa lái chỉ sư chiêu chan để ý sử sư sớm á. Đây cơ rửa chiên chan chứ phan tợ, đây là má. Các bạn nói đúng thôi, chỉ chúng ta chỉ có dùng lại cái từ đó để nói lại thôi. Mà tợ. Là tiêu áo của phân á. Đó là phần标题, chắc chắn là phải có rồi.
第二个部分就是正文 就是主要的内容 对了吗 本内容情的 那正文我们怎么解释的 怎么写的 các bạn thử quan sát một cái nội quy xem nào bên dưới nha. Chúng ta tìm hiểu SSK khảo trạng chi lụy. Ở đây người ta dùng từ chi lụy, không dùng quy chứa, cũng chẳng dùng quy định, cũng chẳng dùng sổ chứa, đúng không nhỉ? Dùng luôn chi lụy là gì đấy? Kỷ luật, đúng không? SSK khảo trạng, người ta đã cho phần này chính là phần này đúng. Các bạn nhìn đến bên dưới, người ta 1, 2, 3, 4 y chấm 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 a chấm 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 san chấm 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 sư chấm 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 chúng ta nhìn thấy người ta phân biệt rất rõ ràng 1, 2, 3, 4 cái phần này các bạn thường gọi nó là gì nội dung của quy định ạ nhìn các bạn nhìn thấy nó có rõ ràng không có nhìn thấy nó có logic không có ạ có. Rồi chúng ta chuyển tiếp lên phần bên trên xem phần phần 2. Các ghi theo khoản sự và chủ phân sự. Theo các bạn thì tất cả những cái phần nội quy quy tắc người ta theo theo khoản sự hay là chủ phân sự? Và thế nào là theo khoản sự? Chứ dùng xế phả thu nhiên phân theo phân phân theo phân phân xiang đấy đúng không? Phân theo phân xiang bài liệt. Các bạn nhìn thấy cái phần SSK khảo trạng chi lụy có phân theo phân xiang không? Có. Đi qua tạo kỷ không? Có. Khẩn hảo. Nhìn thấy rõ gì? Người ta đưa ra từng mục một và người ta gọi đã gọi là gì? Bài liệt, người ta sắp xếp từ trên xuống dưới rất là rõ ràng. 没有说明新的语言开门见山 ở đây có từ khai mần chiên san có nghĩa là gì nhỉ? Vào đề trực tiếp. Hảo的会上的所有内容都有具体的条目中 Nhìn thấy chúng ta rất là cái mục rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Thứ hai là chủ phân sự是什么？他们说什么？ 会唱的内容比较复杂 à, chắc là nội dung của nó rất là phức tạp. 内容较大的常有分条立相之间 下一段序言或主则 khi mà nó phức tạp thì trước mỗi cái điều lệnh, mỗi một cái hạng mục lớn thì người ta thường đưa ra cái phần giải thích. Ở đây các bạn có thấy người ta đưa ra phần giải thích không? Không ạ. À không, vậy thì chắc chắn nó thuộc về theo khoản sự, đúng chưa nhỉ? Tiếp theo đó là phần 3 nhỏ và thứ sang cái bộ phận chính là sủ mình. Sủ mình là sấy sủ mình đó. Ví dụ SSK khảo trạng chi lụy là sấy sủ mình đó. Chúng ta thử ví dụ luôn cái bài mẫu, vậy thì ai có thể ký tên vào cái SSK khảo sản chi nguy nhỉ? Trung Quốc Hàn ngữ sở tính. À đúng rồi, chính là cái gì? Chính là cái mà tổ chức ra cái kỳ thi SSK đúng không nhỉ? Ví dụ trường ta tổ chức ra kỳ thi cuối kỳ, vậy thì trường ta có thể ghi là Trinh Cung Ta Xuế ở bên dưới. Nếu như SSK khảo trạng chi lụy thì có thể là gì? Trường Đại học Hà Nội tổ chức chẳng hạn thì ghi là gì? Khứa nay ta xuế nhỉ? Thì cái phần sủ mình này chính là chia xa chư pha chi quan đại ngũ chương. Viết tên của cái cơ quan phát hành ra cái nội quy này, đưa ra cái nội quy này gọi là chư pha chi quan. Thế nhỉ? Yếu xí khuê trang tại biểu thí sang ý chinh xỉa mình chư pha chi quan mình chương. À, không cần phải đọc ra Người ta biết gì đây? Khi mà trên phần biểu thí, cái phần tiêu đề đó đã ghi rõ tên của cơ quan phát hành rồi. Ví dụ lúc nãy chúng ta ghi là Trinh Cung Ta Xuế Chiêu Chan
quy chứa đúng không nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta đã ghi rõ cái trinh cung tà xuế rồi, thì cái phần số mình chúng ta có cần phải ghi nữa không? Phải ghi nữa không nhỉ? Không. À không, chính xác. Vì gì? Ở phần tiêu đề người ta đã ghi rồi. À, chúng ta đang lỗi mạng một chút nghe không rõ. Phần tiêu đề người ta đã ghi gì? Ghi là chư pha chi quan mình trông rồi. Chính vì vậy và phần 3 này người ta có thể khu lê được bỏ đi, cú vi xỉa chú lái không nhất thiết là phải ghi ra nếu như trên tiêu đề đã có. Hoặc truy khâu đợi chữ sư dư chi. Dư chi xỉa là sao mà? Chữ tiên quê trang đợi nhé, yuê, rự. Phải ghi rõ ngày, tháng, năm mà ban hành ra cái quy tắc đó, cái quy định đó. Ghi cái quy định đó và dám treo cái quy định đó, chúng ta phải ghi rõ cái ngày tháng năm ra. Sao mà quê trang đợi xỉa chua, chỉ chữ yào chiếu. Thế mà hiểu số mà giao chiếu đó. Yêu cầu viết của điều lệ Đúng rồi, chúng ta có xem họ có yêu cầu gì nào. À, cô mời một bạn đọc cho cô những cái phần ngắn ngắn sau cái dấu chấm, trước cái dấu chấm đi nhá. À, ví dụ như một chấm thì đó nó chỉ có ba từ thôi, đó chính là cái phần mà chúng ta cần phải ghi nhớ. À, cô mời bạn, cô mời bạn Ngọc Mai nào. Ngọc Mai vì mấy? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Đây, đây đọc là gì? Khéo. Đúng rồi, đúng rồi. Nhén mị. Chuyển chía. Có chứ, đấy chính là phần quan trọng của nó mà. Đây có đọc là chú chia không hay chú gì đấy? Thứ tay Phải tay không? Chứng tỏ là chưa đọc rồi đúng không? Các bạn đã đọc chưa? chú chia Quảng Tam. Có đọc là chu không em? Và khi đi cái u đó đi với chi chi si thì bản chất của nó là uy, có hai cái dấu chấm ở đầu. À, và khi viết thì chúng ta có thể lược bỏ hai cái dấu chấm đầu đi nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu nó là chi, chúng đọc là chu nhá. Rồi đọc tiếp nào. Rồi, cảm ơn em. Ở phần này cái phần giao chiếu này không phải là có thể bỏ đi được đâu. Ví dụ người ta hỏi là quy trang tờ sửa chuỗi giao chiếu yếu nả xia gồm những phần nào, thì các bạn cũng có thể chỉ cần liệt kê ra một nhỏ chấm cái phần mỗi cái phần trước dấu chấm thôi, hai nhỏ chấm nhến mi chỉnh chía, chúng ta dừng lại, sau đó chúng ta liệt kê một hai ba. Chúng ta cũng chỉ lấy chú chỉ đẻo tang tu dung tan truy toàn truy chính chính muốn trông khử uyên dung trừ tài tầng phang phả, chúng ta có thể đến đây là dừng luôn. Vì là trong câu hỏi ngân hàng, câu hỏi cô và một cô nữa đã làm đề thi cho các bạn. Cô cũng chỉ hỏi mỗi quay trang tờ sỉ chú ý ảo chiếu bao khuôn nả xia, chúng ta liệt kê không cần phải ghi dài dòng ở bên dưới. Quay là phiên lý chinh chủ tập biểu tá phong tiên chứ xính chữa, không phải giải thích phần đó. Chính vì vậy mà cô yêu cầu các bạn sẽ những cái phần này chúng ta sẽ nốt lại, khoanh tròn cái phần nhỏ nhỏ vào để chúng ta học thuộc nhá. Và không chỉ mỗi khoanh tròn học thuộc không, chúng ta vẫn phải hiểu bản chất của nó là gì. Chúng ta vẫn phải tìm hiểu theo từng bài đúng không nhỉ? Đây có quay trang đợt trong muốn nay rốn tâu giao
phần khéo, phần chẳng. Người ta ghi là gì đây? Cái phần cho muốn, cái phần nội dung chính của cái nội quy này, của cái quy trang này, chúng ta vẫn cần phải gì? Nêu rõ ra các điều khoản, đưa ra các hạng mục rõ ràng. Tiếp theo phần 2, ủy nhiên nhiên mị chỉnh chía. Thế nào gọi là chỉnh chía, thế nào gọi là nhiên mị? Cần phải gì? Chặt chẽ, đúng không nhỉ? Quy trang lây in dung uốn chỉ trợ. Chỉ trợ sẵn mà chỉ trợ phả quy được chú dụng. In sử. Như số biểu bị suy nhiên mị, nhiên chỉnh. Đã gọi là gì? Đã gọi có tác dụng là pháp quy. Thì nó phải gì? Phải chặt chẽ, nó phải nghiêm túc, nó phải gì nữa? Chỉnh chia có nghĩa là gì đây? Nó dễ hiểu hơn đúng không nhỉ? Đã gọi là ủy yến chỉnh chia yao chiếu. Nó phải đạt được cái gì? Chu tao đạt được. Chu chí lẻo tạng có nghĩa là gì đây? Quy trang đợt xỉ chua bú suy yao sử dụng méo xỉa được phang phả. Thế nào là méo xỉa được phang phả? Ú sẽ yêu sử dụng méo xỉa được phang phả. Phương pháp gì đấy nhỉ? Không sử dụng phương pháp gì? Miêu tả. Đúng rồi, không sử dụng miêu tả. Nhân khứa khoa trang, bỉ ngữ, xiang trân, tầng số phả. Không sử dụng những thủ pháp gì? Khoa trương, đúng không nhỉ? Gì nữa? Ví dụ. Có được so sánh không? Không. Không. Các bạn thử vào cái nội quy nhà trường. Một, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp. Hai, không được vứt rác bừa bãi. Đây có thấy miêu tả không? Không, đúng không nhỉ? Nếu như miêu tả thì chúng ta sẽ thấy là chỉ ăn mặc sạch đẹp, trên thì áo sơ mi, bên dưới thì quần bò hay quần âu, bên dưới mặc váy, không được mặc váy ngắn. Rồi không được mặc áo hoa hay gì đó, nó cũng áo hoa thì không được hoa to hoa nhỏ, cái phần đó cũng nó gọi là gì, so sánh rồi miêu tả rồi tượng hình tượng trưng, so sánh gì nữa, các bạn không được ăn mặc như diễn viên đấy đúng không, đấy cái phần chính là phần so sánh gọi là cú suy ảo, không cần thiết, không ghi vào. Người ta ghi tiếp là gì, tâu quy yến xẻo quy cho tập biểu tá sao của, và tất cả những phần đó sẽ ảnh hưởng đến cái phần biểu đạt của nội quy. Nội quy cần phải ngắn gọn mà chúng ta cứ vài dòng ra thì mất hết luôn cả cái trọng tâm của cái phần quy trang, đúng chưa nhỉ? Phần hai là gì? Tu dụng tan chi toàn chi, sử dụng câu đơn, câu ngắn. Vì sao phải dùng câu đơn, câu ngắn? Chẳng nhẽ lại dùng cứ in way của mân sư ta xuế suối ỉ khu nấng choan toàn chín. Chẳng nhẽ lại cứ phải là bởi vì nên, nó rất là dài dòng, đúng không? Ở đây dùng tan truy, toàn truy, câu ngắn, câu đơn. Để người ta làm bật lên được, nổi bật lên được cái phần quy tắc. Ở đây người ta vẫn ghi là khởi ý, chiên yếu, phu truy, tráng truy. Ta sẽ nên cứ phu truy, tráng truy, phải là gì dễ hiểu. Tiếp câu số 3. Chính huấn chung khử viên dung chữ tai tầng tầng phang phả. Thế nào gọi là chữ tai nhỉ? Tham khảo ạ. Chúng ta đọc sức bên dưới nào. Quay là khá muốn đỡ. Quay là chính huấn đỡ phang biên. Quay trang đỡ sỉ chua tráng tráng viên dung chữ tai phang phả. Gọi là phương pháp trừ tai, nào là trừ tai, xem phần bên dưới thì chúng ta có thể đưa ra được cái ý hiểu của chúng ta nhé, ghi đúng. Nào các bạn đọc cho cô cái phần này nào. Bạn nào đọc cho cô phần lưu này nào, bạn Hồng Hạnh. Hồng Hạnh nào? Dạ em đây ạ. Chúng nên cái phần này chúng ta đọc thế nào? Chỗ đặt ly rú đấy ạ. Đúng rồi, thì đọc mỗi phần ly rú để chúng ta xem thế nào là cái chữ tai phong phả. Ly rú, trang khu phòng hộ an toàn, quản lý quầy chứa, có thể dùng quầy chứa, quầy,
quy chữ lại chữ thành vấn. Ví dụ, bản quy chữ chữ niên yue rư chỉ sân xạo. À, thế thì đọc thế đọc liền một lèo rồi. Thế thì đến đâu thì chúng ta có thể ngắt nghỉ. Ở đây có từ gì? Rồi cảm ơn em. Trang khu phòng khu an toàn quản lý quy chứa khứ ý dùng quy chứa quy chứa lái chữ chuyển huấn. À, chúng ta vậy thì cả một cái bài, cả một câu dài như thế này chúng ta có thể sử dụng mỗi từ quy chứa để chỉ cho toàn đoạn văn, đúng không nhỉ? Và cái phần trang khu phòng khu an toàn quản lý này chúng ta có thể lược bỏ đi. Vì bên trong nội dung chúng ta đã thấy có hết rồi. Đấy chính là gọi là chữ tai phòng phả. Chúng ta lấy một cái gọi là cái nổi bật, cái nổi trội lên để chúng ta làm cái phần tiêu đề. Và chúng ta cùng thử xem và hai cái bài bài chỉ số phản và chỉ số phản muốn cái bài văn mẫu phản muốn y và phản muốn r thì chúng ta xem có giống như là cô và các bạn cùng tìm hiểu cái phần quy trang, cái phần quy tinh, cái phần quy chứa nó có bốn bộ phận. Thứ nhất là biểu đề, thứ hai là chính ngôn, thứ ba là sổ mình, cuối cùng là chính là chữ chi. Có đúng đủ bốn phần không nhá? Cô mời một bạn đọc cho cô phần SSK khảo trạng chi lưu. Cô mời bạn nào Mai Tuyết. Cô đọc bài ạ. Em. SSK khảo trạng chi lưu. Y chú lơ chuẩn khảo trọng, sân phân trọng, số phèo, chiên phỉ, trí tự, hứa xem. Mình đọc mình không cần phải bật hơi đâu em, chiên phỉ mà. Xem phí ỉ ngoài, chỉnh phú giao, và phía tự tung, tung xỉ, phang chai chua chữ sang, chỉnh chính và chính phải chuẩn khảo trông phang chai chua chua chữ yêu sang chảo ơ khảo sư cua chấm chung chỉnh phú giao xua hoa phú giao quan khan phía rấn tợ tá choan hua chủy chỉ tá choan rang phía rấn khan san chỉnh phú giao suối thiên lý khai chua quay rú của nhiều thưa su chính khoang chính chỉnh trí sầu tứ tao chú khảo yến sủy hậu trai lý khai sư chỉnh phú giao và sư choan hứa tá choan tai chu khảo trạng phú giao trao lụy sư choan nây rúng khảo sư chia su sứ sư choan hứa tá choan tâu giao hoán hảo ti trao hoán phu nấng nhiều rân hứa chê xuẩn trung quốc han ủy sởi thính khảo sư quẩy yến huệ phan cung sư khảo sư trung xin ơ lính y hiểu niến cô nghe nó hơi giật giật. Lúc nãy cô nói các bạn nghe có bị giật không? Không ạ. Không ạ. Không, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu từng phần một nhé. Thì là chú là chuẩn khảo trừng, sân phân trừng, số biểu, trên bỉ, tương tự. Chỉ bú yào bả biến tật tung xỉ phan trai chu chữ sang. Chính bả chuẩn khảo trừng phan trai chu chữ chủ sang chảo. À, xin lỗi, yêu sang chảo. Thì chúng ta từng xem nào. Người ta ghi chú là sama ý ngoài. Chính bú yào bả sama. Chính bả sama. Các bạn nhìn thấy cái phần đầu, người ta ghi rất là rõ. Những danh từ chuẩn khảo trừng. Chuẩn khảo trừng là gì nhỉ? Khảo phiếu nhập học. Chuẩn khảo trừng là gì? Khảo phiếu nhập học ạ.
À, cái phiếu phiếu báo Thẻ dự thi đúng thi không nhỉ? ạ. Đúng rồi, gọi là thẻ dự thi chính xác.身份证, chứng minh thư. Phần này các bạn quen quá rồi. Số biểu trên bỉ, tất cả những cái phần này người ta ghi. Các bạn nhìn thấy dấu chấm tranh ở phía sau các danh từ. Vì nó ngang hàng nhau, đều là danh từ đang liệt kê nhưng người ta sử dụng dấu chấm tranh. Các bạn quan sát từng dấu chấm dấu phẩy của họ nhé, rất là nghiêm ngặt. Chú lợ ý ngoài, ngoài cái, những cái đó ra. Chỉ bù yào bà tía tờ tung xị phan trai chua chữ sạc. Chỉ bù yào bà tía tờ tung xị. Nếu như trong khẩu ngữ thì chúng ta sẽ nói thế nào? Ngoài những phần đó ra, mời những cái phần mà mời bỏ những cái chỉnh cúi à, xin hãy gì không được để những thứ đồ vật gì khác ở lên trên bàn. Nếu như trong khẩu ngữ chúng ta sẽ sử dụng từ này như thế nào nhỉ? Chúng ta diễn tả lại như nào nhỉ? Chúng ta lại dài dòng cho nỉ pu nấng phả tía tử tung sĩ phan trai chu sự sang đúng không nhỉ? Nhưng đây người ta rất là lịch sự mà rất là ngắn gọn. Tiếp tục bên dưới có ba chính phả chuẩn khảo trân phan trai sớm sớm mà tập tiếp tục lại gì chỉ chính phả phần hai khảo sư quá trình chung chỉ bù yào số khỏa ở đây chính là gì đây nhỉ mân tham gia khảo sư tật sứ khẩu bù nấng cân bìa đến số khỏa đúng chưa nhỉ nhưng người ta được bỏ được hết đi lấy câu rất là ngắn khảo sư quá trình chung trong quá trình thi chỉ bù yào số khỏa xin không được nói bù yào quan khan bìa đến quan khan bìa đến sự sầm ý sự ta quan khan bìa đến tá chuyện Nhìn bài của người khác. không nhìn bài, gì nhỉ không xem bài tự nhìn bài thi. à đúng rồi không được phép xem cái phần đáp án của người khác phần bài viết của người khác chỉ tá chuyện rằng bìa đến hẳn giơ cái bài của mình lên để cho Cho gì người khác xem. đúng rồi để cho người khác xem chính xác thế là phần ba chỉ bù yào suy tiện lý khai chu vậy không được phép gì nhỉ Tự ý ra ngoài tự ý rời khỏi chỗ đúng ngồi. rồi chính xác không được tự ý rời chỗ ngồi nếu của yếu thưa su chính khoảng chỉnh chú sổ nếu có gì Trường hợp đặc biệt thì xin à, giơ trong tay. trường hợp đặc biệt đúng không trong trường hợp đặc biệt hãy giơ tay giơ tay chú khảo允许后再离开。得到nhận được gì sự cho phép của gì Giám thị à? nhỉ? Ừ, đúng rồi cho nên chúng ta có thể dịch thành giám thị thì chúng ta mới được gì lý khai là rời chỗ ngồi. Tiếp tục bên dưới nào. Chỉ bù yào bà sư chuyên hứa tá chuyên tại chú khảo trạng. Không được phép làm sao? Mang cái gì ra Để hỏi lộ cái đề thi thi được ra ngoài. đúng rồi không được mang đề thi rồi đáp án ra bên ngoài trường thi đúng không nhỉ hoặc là khảo trạng ở trường thi ngay cả bên dưới cũng thế các bạn đã đọc được hết rồi đã tìm hiểu được hết nghĩa của nó rồi các bạn thử dịch cho cô cả cái bài về chi ly này xem nào cô mời Bình An bên dưới Trung Quốc Hàn ngữ Sĩ Bình Khảo Sư Ủy viên Hội Ban Công Sư Khảo Sư Trung Xin rất là dài và đó chính là cái nơi mà chúng ta phải thi HSK mà cái nơi mà đã đưa ra cái kỷ luật cho cái trường thi HSK này đúng không? Và cuối cùng nhìn thấy rõ người ta ký rõ cái năm ngày tháng năm rất là rõ ràng. Nào Bình An dịch sang tiếng Việt giúp cô nào. Ý là dịch cả bài tiếng này sang tiếng Việt đấy ạ. Đúng rồi, để xem các bạn hiểu như thế nào. Xem có ngôn từ có dễ hiểu không, có ngắn gọn không, rõ ràng không. Vâng ạ. Thứ nhất ngoài Thẻ dự thẻ thi. dự thi. Thẻ dự thi, chứng minh thư, đồng hồ, bút
trì, thước kẻ và tẩy, vui lòng không để bất cứ thứ gì khác lên bàn. Vui lòng đặt phiếu dự thi, thẻ dự thi ở góc bên phải, ở góc trên bên phải của bàn, đúng không nhỉ? Của bàn. Gọi là xoan chẻo là phải bê trên cùng. Thứ hai, vui lòng không nói trong khi làm bài, không cần, không xem bài, không xem phiếu trả lời của người khác, hoặc giơ tay, hoặc giơ phiếu trả lời cho người khác đọc. Thứ ba, vui lòng không tự ý rời khỏi chỗ ngồi. Thế thì cái chỗ này, cái tá chen này chúng ta dịch nó thành bài thi đi. Không được nhìn bài thi của người khác. Nếu ghi rõ là tá chen, chúng ta hiểu có thể là đề thi, có thể là đáp án luôn, đúng không? Thì chúng ta dịch làm thành bài thi. Thứ ba là vui lòng không tự ý rời khỏi chỗ ngồi. Nếu có trường hợp đặc biệt, vui lòng giơ tay và được sự đồng ý của giám thị. Thứ tư là vui lòng không mang bài thi và phiếu trả lời ra khỏi phòng thi trước khi kỳ thi kết thúc. Phiếu trả lời phải ở trong tình trạng tốt, không có tâu yao oán hảo tự treo hoán là gì? Khi nộp bài thì trong tình trạng tốt, đúng không? Cú nâng hiểu rân hứa. Không có gì. Tình trạng thiếu sót à? Các bạn nào có thể dịch cái chỗ này nó mượt hơn. Bài thi nó không thiếu sót được rồi. Trung tâm ở phía dưới là trung tâm kiểm tra văn phòng ủy ban kiểm tra trình độ Trung Quốc của chủng tiếng Trung của Trung Quốc. Khóa XXXX. Cảm ơn em. Bạn dịch cái phần chỉnh rất là chính xác. Lúc nãy cô dịch là xin thì làm sao mà dịch chính xác được, đúng không? Bạn dịch là vui lòng rất là chuẩn. Cái từ ngữ rất là lễ phép lịch sự và không làm ảnh hưởng đến cả một cái cấu trúc của cái phần chi lưu. Các bạn dịch rất là chuẩn đấy. Tiếp tục đến phần vấn ở, chúng ta thử xem cái chiêu chan, chúng ta thử vừa tìm hiểu nhá. Công viên sứ tháng chiêu chan quản lý quy tì là một bạn phân tích cho cô đâu là phần tiêu thí, đâu là phần chân muốn, tiếp tục sủ mình và gì tư chi. Cô mời bạn My. Tiêu thí là câu đầu tiên ạ. Nguyên công sư tháng chiêu chan quản lý quy tinh. Quy tinh, đúng chưa? Ok. Tiếp tục. Trọng quấn là... Em nghĩ trọng quấn... Trọng quấn là các mục. Trọng quấn là các mục. Rất là dài, đúng không? Sủ mình là không có sủ mình. Không có sủ mình. Vì sao lại không có sủ mình nhỉ? Bởi vì em nghĩ là bên trên tiêu đề có rồi. Đúng rồi, chính xác. Vì bên trên tiêu đề có rồi, không có sủ mình nữa. Thế tại sao nó lại không có tư chi? Mình nhìn xuống dưới không hề có tư chi, đúng không?
Trong sách các bạn có du chi không? Không ạ. Không. Thế tại sao nó không cần cái du chi? Sao cười to thế? Em vì nó có sao rồi ạ? À? Không phải. Vì cái quy định ăn uống ở căn tin này thì nó được sử dụng trong toàn tất cả các thời gian, chứ không phải riêng trong một khoảng thời gian nào đấy, nên là không cần rui chi ạ. À, thế nhưng cái phần rui chi này nó lại là cái ngày để người ta đưa ra cái quy định này cơ mà đúng không? Chứ nó có Như phải là ngày cái bắt thời đầu, gian của riêng cái phần chiêu san đâu? nhìn nó là ngày bắt đầu thành lập công ty có căng tin luôn ạ. À đúng rồi, thì cũng không cần phải ngày phát hành nữa đúng không nhỉ? Ví dụ như là chúng ta đang hoạt động như thế này mà có nhiều người vi phạm quá, phải đưa vội ra một cái quy định, thì lúc này mới chính xác cần cái ngày để chúng ta phải thực hiện cái nội quy này đúng không nhỉ? Rồi, chính xác, cảm ơn em. Ở đây chúng ta nhìn nhá, ở bài thứ hai này, cái mẫu hai này, đầu tiên nó vẫn đúng như là cái phần bốn phần chính, người ta cho phần gì keo thí in đậm đưa lên bên trên. Và trong phần keo thí này các bạn nhìn thấy nó thuộc về cách thứ hai, đó là gì đây, chư pha chi khoa quan chi gì đúng khi khâu tự chia sự uốn chủ được mà đưa rõ nơi phát hành, đưa rõ gì nữa, nội dung, và đưa rõ gì, cái phần gì, phần quy tinh, chính là phần quy định nội quy rất là rõ ràng rồi. Chính vì vậy mà người ta đã lược bỏ đi cái phần sủ nính ở bên dưới. Các bạn phát hiện ra rất là chính xác. Ở đây, quy thí trang, quy sầm mơ sầm mơ sầm mơ, thưa phía tinh phần quy tinh. Người ta đã đưa ra quy sầm mơ sầm mơ để làm gì đó mà đặc biệt đưa ra cái nội quy này, đưa ra cái quy định này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nó thuộc về cách thứ nhất hay cách thứ hai, cái phần chéo khoản hay là cái phần bên trên nhá, cô đưa lại bên trên. À, các bạn thấy xem nó thuộc phần chéo khoản sư hay là chủng phân sư? Chủng phân sư. Đúng rồi, chủng phân sư. Bởi vì nó cái nội dung rất là phu trá đúng không? Dùng đang trao tả nội dung rất là lớn, rất là nhiều. Chính vì vậy mà người ta đã đưa ra một câu giải thích. Sau đó người ta mới đưa ra cái gì, từng mục, từng phần một. Lúc sau người ta mới phân chéo, phân xẻng, đi xẻng, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta đã xác định được nó hành văn thuộc cái loại nào rồi. Lúc này chúng ta mới dùng gì? Dùng trang sử dụng thời gian. Sau đó người ta đưa ra nhá, một lớn. Trong trong cái một lớn này có một nhỏ, hai nhỏ. Xong tiếp tục lại hai lớn, chiêu chan khả, lại có từ 1 đến 9. À, xin lỗi, cái chiêu chan khả có 1 đến 2. Xong tiếp tục lại 3 lớn có chiêu chan quán lỷ, có từ 1 đến 9, rất là dài. Sau đó cái mục thứ tư, trong mục thứ tư này lại có 2 mục nhỏ nữa. Và cuối cùng là phu chen mục thứ 5 có 3 mục nhỏ. Khá là dài, chính vì vậy mà người ta đã sử dụng lựa chọn cách thứ hai. Một bạn đọc cho cô phần dung cha sứ chen nhé. Cô mời bạn Năm nè. Đọc phần dung cha sứ chen nào. Một nhỏ thôi, đúng rồi, nó chỉ có mỗi 4 dòng đó. Dùng cha sứ chen. 员工餐厅开放时间，早餐七点到八点，晚餐六点晚上到七点晚上。二。lúc này có 6 giờ là sáng hay 7 giờ là sáng không? Chúng ta phải cho cái sang lên trên chứ. Agreement. Hai, chủ án hành chính, ban sự kiện. To. Có
Cô ấy à, cái của cô ấy em không nghe rõ mẹ. Cô cái bị từ hai nghìn nào vâng, cô bị ngắt đi ra à? vâng. À, à cái 18 đến 19 giờ nó đang thuộc về buổi tối, đang thuộc về cái khoảng san đúng không? Chính vì Vâng. vậy mà chúng ta phải đưa ra cái gì giờ, nhưng mà giờ chúng ta lại phải xếp sau cái quản sang. Như lúc nãy em nói là liêu tiến quản sang, tao chi tiến quản sang là không đúng, vì chúng ta ở Trung Quốc chúng ta lại phải đưa cái to trước rồi đến cái nhỏ sau. Quản sang liêu tiến và quản sang chi tiến, nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy rõ từ quản sang rồi, chúng ta chỉ cần ghi là gì, liêu tiến tao chi tiến là đủ đúng không nhỉ? Khi đọc ấy, khi đọc chúng ta chỉ cần đọc gì, liêu tiến tao chi tiến thôi đúng không? Rồi, bạn tiếp tục đọc phần hai nhỏ nào. 二，除按行政按时间上班的员工外，其他特殊岗位的员工需实行轮岗就餐制，确保无空岗。 Đọc thì rất là dài. Bạn cái phần về sứ chen, khai phong sứ chen thì tất cả các bạn đều có thể nhìn rất là rõ ràng. Nó ghi là chảo chan và hoàn chan, từ mấy giờ đến mấy giờ rồi. Thế còn phần hai nhỏ là phần gì, bạn có thể dịch cho cô không? Bạn dịch giúp cô phần hai nhỏ nào. Chú ngoài. Em dịch luôn à? Và mời em dịch hai nhỏ luôn. Ngoài, ngoài cái gì đó Ngoại ra? trừ những cái nhân viên mà Ừ. làm việc trong giờ hành chính Đúng rồi. thì các cái nhân viên ở các bộ phận khác thì phải đi ăn để sao nhỉ? Phải đi ăn. Tức là thực hiện các cái ăn ở cái khung Gì nhỉ? giờ khác ấy để đảm bảo nó không bị trống. Cô không nghe được bạn nói, bạn nói lại nào. Nhân viên ở Các các bộ phận khác. bộ phận khác thì phải ăn ở các cái khung giờ khác để không bị trống, để nó không bị trống, đảm Chuyên bảo bảo cái cả. thời gian nó không bị trống. À, không phải là để cho cái thời gian không bị trống nữa mà à, phải đảm bảo cho cái vị trí kia lúc nào cũng được ổn định, lúc nào cũng có người để trực đúng không nhỉ? Đúng không? Chứ không phải là để chống nhà ăn đúng không nhỉ? Theo bạn hiểu thì là thế đúng không? Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp tục đến phần hai nhỏ, cô mời một bạn đọc cho cô phần 1 phần 2 nhé. Cô mời bạn Trà. Cô mời bạn Trà nghe được không? Bạn Trà không nghe thấy, cô mời bạn Yến. Bạn Yến nghe được không nhỉ? Khánh Vân nghe được không em? Có ạ. Khánh Vân. À, cô mời bạn đọc nào. Vâng ạ. Thứ hai, chiều chiều tham khảo, chiều tham khảo yếu, học viện, hậu cần bộ thống y, ban lý phòng, gì đấy, phát phả, phát phòng, nhân công như, ý sư chiều tham khảo, xu chiều sư xiang hậu yến bu bao sư phủ phan chiến tờ xuyển sư yếu yến cung bẩn rấn trang tan ờ yến cung xu ping yến cung chiêu than khả chiêu than rú yếu vũ khả chiến hãng chiêu than trở chi quay Với quy, với chi, xin với. Ừ, cảm ơn em. Đây là chiêu chan khả. Chiêu chan khả chính là cái thẻ để vào nhà ăn đúng không? Thẻ để đi ăn. Hay là các bạn thường ăn thì chúng ta sẽ có gọi là vé ăn đấy đúng không? Thì gọi là thẻ ăn. Bạn thử dịch cho cô bên dưới nào.
Dịch cái hai đúng không ạ? Dịch dịch một hai. Đầu tiên là thẻ ăn uống thì do bộ phận hậu cần của công ty cấp. Nếu nhân viên làm mất thẻ ăn thì Ở đây gọi là xúy nhuyễn, có dịch là công ty được không em? Của học trường viện ạ, chứ, đúng không? học viện. Đúng rồi. Nếu như mà nếu như mà nhân viên mà làm mất thẻ ăn thì phải báo ngay cho bộ phận hậu cần à, để xin cấp lại. Đúng rồi, gọi là ủ ủ ban, gọi là cấp lại đúng không, bổ Vâng. sung cấp lại. Ở đây ủ Việc ban khiến là损失由公务员本人承担. cái việc mà mất thẻ trước khi cấp lại thì sẽ do nhân viên chịu trách nhiệm mà. À đúng rồi. À, vì là trong cái quá trình mà chưa cấp lại được thẻ ăn này, có thể là mua Đi vé ăn. tạm đúng không? Thì những cái phần đó thì tự công nhân phải phải gì phải trưởng tan, phải đảm nhiệm, phải tự bỏ tiền ra. Đúng rồi, tiếp phần 2. Công nhân phải sử dụng thẻ ăn của, tức là của bản thân để dùng bữa. À đúng rồi, đây có từ phính, phính tức là dựa vào bi phính, à suy phính gì? Nguyên cung chiêu than khả chiêu than, đúng là phải dựa vào gì, phải cầm cái thẻ ăn của mình đi thì mới được ăn. Người nào mà không có thẻ thì sẽ bị lập biên bản. Ok. Bạn dịch khá là chính xác, khá là tốt, trôi chảy. Tiếp tục đến phần 3. Phần 3 rất là dài, từ 1 đến 9, chia sang quản lý. Thế nào gọi là quản lý? Đã gọi là quản lý rồi thì người ta càng phải chặt chẽ hơn đúng không? Cô mời bạn Phương Thảo đọc giúp cô nào. Cô chiêu san quản lý nguyên công sư suy à chư chế ai hưu sử thắng à nơi tờ chan su chỉ công công sư sư如有损坏需照价赔偿员工共餐后续餐区餐处放到此餐指定地点，不得把餐具带出食堂，餐具。餐具带出食堂，三员工需自觉珍惜粮食和食物，按时取餐，杜绝浪费。四原则上。食物不得带出食堂使用，如有特殊情况，经食堂管理人员同意后方可带出。五，员工并拒绝维护就餐次数，按照先后嘛，次序。吃睡就反吃素的呢。秩序，叫先后，次序排队取餐，取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。六，员工应自觉维护餐厅的清洁卫生。卫生需保持桌面清洁，不得乱倒、乱吐放在餐架。餐架，员工用餐后需向餐架到餐厅指定垃圾处。七，员工食堂。内严禁吸烟，员工不得随地吐皮，不得大声起哄，
Đọc pu tứa, đọc pu tứa hay là pu tẩy? Pu tẩy. Đúng rồi. À, khi nào để đọc là tứa? Chúng ta đọc là tứa khi mà nó làm nó là gì? Nó là trợ từ ở trong cái bổ ngữ khả năng thì chúng ta mới đọc là tứa. Ví dụ của thinh tứ tủng là sơ sơ tại khoa thì lúc này chúng ta đọc là tứa, đúng không? Ví dụ tua tứ sư. Cái từ tứa này chúng ta đọc nó khi nó là động từ thì chúng ta phải đọc nó là tẩy. Đúng không nhỉ? Rồi, tiếp tục nào. Bù tẩy ta sang chỉ không chào nào chào cho tao quần mình dung chan ba ở yến cung trai sử thắng chiêu chan suy quần mình chúa trang chiều tôi sử thắng tự phân trai chư lương yếu y yên trở ở hở sang hậu tung bù xỉa à bù xỉa sang giải quyết hở quán sang quán sang ở đây là hở sang hậu chín bù cái bộ phận hậu cần ấy. Ừ, sang chỉ chú ý hứa quán sang hà tơ háo cản xin. Bạn đọc khá là tốt. Chúng ta cùng xem cái phần quán lỉ từ 1 đến 9 rất là dài. Chúng ta có thể dịch như nào? Câu 1 chúng ta dịch là gì nhỉ? Có từ yến cung suy tư chế. Tư chế là gì đấy? Tự giác, đúng không? Cần phải tự giác gì nào? Ai khu sứ tháng nay đỡ sang truy chí cung cung sư sư. Các bạn dịch là gì được không? Tự giác gì? Các bạn cứ thoải mái bật mic lên dịch nào. Các bạn bật mic lên dịch đi. Các bạn không bật mic thì cô lại gọi nhá. Cô mời bạn Thanh Nhàn. Dịch câu 1 hả cô? Em dịch câu 1 và dịch luôn là vì nó cũng trong quá trình dịch mà có khúc mắc gì thì cô và các bạn cùng dịch với em nhá. Em cứ dịch đi nào. Dạ vâng ạ. Em thưa cô là người lao động phải có ý thức bảo quản tốt đồ ăn, dụng cụ ăn và các phương tiện cộng. Nếu làm hỏng thì phải bồi thường ạ. Ok, chính xác. Nhân viên phần 2 là nhân viên sau khi ăn xong để dụng cụ ăn đúng nơi quy định trong căng tin và không được mang ra ngoài ạ. Rồi, chính xác. Thứ ba là nhân viên phải có ý thức sử dụng ngũ cốc và lương thực ăn uống theo lợi ích không được lãng phí. Đúng rồi. Tình hình thiết bị dùng chung sau lãi suất của người quản lý căng tin có thể được bán trên thị trường. Năm là nhân viên cần có ý thức giữ gìn trật tự bữa ăn, xếp hàng. Khi dùng bữa họ nên chú ý giữ gìn trật tự, kiên nhẫn chờ đợi và lịch sự với mọi người ạ. Chính xác. Sáu là nhân viên có ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhà hàng, giữ gìn vệ sinh bàn ăn. Không khạc ra bữa ăn sau khi ăn xong, phải đổ cặn ra khu vực quy định. Nói là không được khạc nhổ đúng không? Dạ. 7. Nghiêm cấm hút thuốc trong căng tin, nhân viên không được khạc nhổ gây ồn ào. Ăn uống văn minh. Đúng rồi. 8. Nhân viên phải ăn mặc lịch sự khi dùng bữa. Chính xác. 9. Những người có ý kiến về chất lượng thực phẩm trong căng tin có thể giải quyết và cải thiện thông qua tham khảo ý kiến của cục phong trào ngược. Ở đây có khửa xiang xiang sống sống chỉ chế khửa quán xa, tức là chúng ta sẽ giải quyết với gì? Bộ phận hậu cần, đúng không nhỉ? Dạ. Rồi, rất cảm ơn anh. Em dịch rất là tốt. Chúng ta dịch rất là trôi chảy và không vướng mắc gì hết. Chứng tỏ là các bạn là
cái phần su men nhủy từ ngữ ở trong sách vở của các bạn rất là chắc. Tiếp tục đến phần thứ tư. Chi gian chi cửa ngoài lái đến nguyện siêu san quy định. Đây chính là quy định cho cái người ngoài đến ăn đây đúng không? Cô mời một bạn đọc nhé. Cô mời bạn Nhiên nào. Bạn Nhiên đọc sau đó bạn Nhiên dịch luôn giúp cô nào. Bạn Nhiên nghe được không em? Cô ơi, em nào ạ? Cô mời em. Nhưng mà em không phải Nhiên nên cô nhé. Cô sư chiêu chan tầng chi hứa ngoại lái rấn yến chiêu chan quy tinh y ủy xuế ủy xuế viên dù yê u quảng lái tờ rấn yến chiêu chan y lưu sứ xính tầng chi bao phi chư tụ dù xiang quan yê u bu mấn sân chỉnh bao hậu chín bu phi chuẩn khâu phang cửa an phái chiêu chan. Ờ, sư viên, viên cung, chính chủ, tại tham tinh, chiêu chan, yếu, viên cung, bẩn rấn, sang ban cung sư, hứa hậu chính, phu thí chu, sân chính, chí chiêu chan, phây, yếu, cai viên cung, chứng tan. Có đọc phần 5 hết rồi ạ? Em chỉ đọc phần 4 thôi, em dịch cho cô nào. Cô là... Đây là đăng ký bữa ăn và quy định cho đối với người ngoài. Một là đối với những người có giao dịch kinh doanh với trường thì hệ thống sẽ được phê duyệt thực hiện tất cả các bữa ăn cho họ. Đúng rồi. Thứ hai là đây là người thân của nhân viên ở trong trường đại học được ăn ở nhà ăn thì nhân viên đó tự nộp đơn cho bộ phận văn phòng và hậu cần, tiền ăn thì do nhân viên đó tự chi trả. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn em, bạn thì rất là chuẩn. Tiếp tục đến phần nam phu chen, cô mời bạn Thảo, một bạn Thảo nữa. Lớp mình có hai bạn Thảo nhỉ? Dạ vâng. Như bạn Thảo nào. Phần 5. Đúng rồi, phần 5. Cô là Cụ Chiêu Trang. Xuyên cũng cho rèn rèn sở hữu chiêu chan tạo chế bay đi cung hứa ngoài lái rèn 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 bẩn quy tinh dấu sở bay đi cung bạn đọc nhiều hơn cho cô nhé. Về phần từ vựng thì những cái phần phần trên này
rất là dễ đọc, không có nhiều từ vựng, không có nhiều từ mới giống như là những phần trên. Nhưng mà bạn đọc cũng thấy đọc chưa đọc được, bạn về bạn phải đọc trước, đọc nhiều giúp cô. Vì chúng ta không đọc những phần này thì chúng ta không nắm được cái từ ngữ sử dụng trong sách vở, đúng không nhỉ? Đúng nhỉ Thảo nhỉ? Vâng ạ. Thảo nghe được không? Em có. Ok, cảm ơn em. Cô mời đến bạn Hiền nào. Bạn Hiền đọc lại cho cô phần phụ trên nào. Bạn Hiền nghe được không? Dạ có ạ. Bản quy tinh sư rung trang thiên cung cung chua rấn cung chua rấn rến chí sụ chí chú diệu chiêu chan tợ xuế yến chư cung hứa quay lái rấn rến bản quy tinh yếu chế chế duyên ban cung sư khu trả khu phụ phụ chứa giải thích phụ chứa giải thích bản quy tinh chư ba sư chư rư chỉ phụ chứa chư rư chỉ yến cửa chứ xính. Chúng ta có thể dịch cái gì đấy? Dịch là gì nhỉ? Dịch đó. Sử dụng, em dịch nào? Quy định này áp dụng cho nhân viên của căng tin và tất cả nhân viên học viện và người ngoài ăn và văn phòng do văn phòng học viện phụ trách. Ba là thực hiện bắt đầu từ ngày công bố. Cái quy định này được thực hiện bắt đầu từ ngày công bố. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã dịch được hết tất cả các phần rồi. Mặc dù là rất là dài thế nhưng mà các bạn dịch thì rất là chuẩn chỉnh, không bị thừa phần nào cả. Và cái phần su men ủy của người ta cũng gọi là rất là chỉnh chía, người ta dùng tan truy, cũng có chỗ người ta dùng phu truy, nhưng mà các bạn đều luận được hết, đều đọc được hết, dịch được hết, vì nó rất là logic, đúng không nhỉ? Cô chiếu lại cho các bạn cái phần tổng kết lại nhé. Các bạn nhìn được cô cái phần cô chiếu cho các bạn không? Có đúng không nhỉ? Đây chính là phần xin sự cửa phản quấy, phần đầu tiên mà lúc nãy cô và các bạn cùng đọc ấy. Chúng ta có thể nhìn đến phần của cô nó tách ra hơn một chút. Thực ra thì cũng chẳng thể nào mà thu gọn được nữa, thì nó là cái phần mà rất là quan trọng và không có cái từ nào chúng ta có thể lược bỏ được. Nhưng là cô chỉ có tách ra làm hai phần nhỏ cho các bạn dễ nhìn thôi. Quy trang sư sẩm mơ, quy trang sư vấn chiên. Chư sổng vấn chiên sư yếu sế chư phá đỡ. Sư quốc gia xính sân chi quan, cung trạng xế xeo. Tầng tan quê chiên ly đỡ vấn trạng, vấn chiên. Đây là mà? Nà thà đỡ chú yung sư sẩm mơ? Thật sự
nguyên su ly đậu uốn uốn chè na quê trong bao bao khu nào xe đờ quê trong bao khu quê chứa sổ chứa kéo nhuệ kéo linh tẩm. Chúng ta nên cho chữ tẩm ở đây bởi vì sao, vì còn nhiều cái có thể thay thế được, ví dụ như lúc đấy chúng ta có SSK khảo trạng chi nguy đúng không nhỉ, phải có chữ tẩm ở đây thì mới gọi là gì đầy đủ được. Tiếp theo nữa, chính là cái quy trang của viết chữ cơ sự, cơ sự chính là cách thức để viết một cái quy trang. Chúng ta nhìn rõ cái phần bên trên. Nhưng mà viết chữ cơ sự bao gồm quy trang bao gồm 4 cái bộ phận. Thứ nhất là tiêu đề, thứ hai là chương ngôn, thứ ba là sổ mình, cuối cùng là lưu ký. Là tiêu đề, nếu quả tiêu đề viết là xuất phát chi quan, chia nội dung, chia văn chủng. 那我们不能不要署名 对了吗? 比如如果那个标题我们 就是写日记了 最后的我们也可以省略日记 但是那个正文 标题和正文 这个就是两个重要部分 所以那个不能省略。 那我们怎么写标题的? 我们有两种写 第一个是内容，第二个是关键内容，叫文种。 ở phần 2, người ta chỉ việc thêm cái cơ quan mà đưa ra cái nội quy đó thôi, khác với xíu đúng không nhỉ? Một là gì, gần như là đối tượng rồi, rồi cái phần quy định quy tắc nội quy. Còn phần 2 là đưa thêm ra gì, cơ quan phát hành, cơ quan ban hành cái nội quy đó. Hoặc tiếp cái bộ phận chính là chương ngôn. Chương ngôn có 2 chủng viết pháp, 2 chủng cái cấu trúc phương thức. Thứ nhất là điều khoản thức, thứ hai chính là chủng phân thức. Theo cái điều khoản thức thì chúng ta không cần phải giải thích gì cả, chúng ta chỉ cần lấy phân điều phân xem bài liệt, viết từng mục từng khoản ra, sắp xếp trật tự từ trên xuống dưới. Còn cái chủng phân sự dùng cái chủng phân sự với vi tạ suy oman yao chia sư xia là khâu y cơ chia thiếu chia xia phân thiếu ly xia được mà giải thích một chút sau đó mới gì đưa ra các điều kiện, đưa ra các điều lệ, đưa ra các cái gì hạng mục cần phải thực hiện bên dưới. Phần sổ mình không cần phải nói lại nữa nhá. Phần vậy còn chỉ số yếu 4-5 nó thuộc về gì, về cái phần hạng nhỏ, như vậy mà chúng ta có thể ghi thành gì 2.1 đấy, ghi 2.2. phần bên dưới nữa chúng ta ghi là 2.3 đi cho nó nằm thuộc hoàn toàn về trong cái hạng nhỏ, cho không bị nhầm với bên trên nhá. Cái này dễ hiểu rồi đúng không? Khi các bạn khi vào trong ngân hàng câu hỏi người ta có ghi là chính nhì suy số hoặc là chính nhì xỉa chu xỉa chu yào chiếu thì các bạn chỉ cần ghi 5 cái dòng này thôi, không cần phải giải thích dài dòng nữa. Nếu như bạn nào mà có khả năng giải thích được thì càng tốt, thì càng đạt điểm tối đa hoặc là có thể điểm cộng. Điểm cộng là như thế nào? Ví dụ phần bên trên các bạn viết chưa được chuẩn chỉnh lắm thì có thể cái phần này điểm cộng là cho các bạn cộng điểm thêm vào cái phần bên trên cho nó dạng như là bù trừ cho nhau đấy. Nếu bạn nào có khả năng viết được thì cứ viết nhá. Đây là toàn bộ những phần mà cô tóm tắt lại, các bạn có thể chụp lại cái phần xỉa chua cửa sư, chụp lại phần từng phần biểu thí, chụp lại phần trông muốn và có thể cho luôn cả trình trừ cửa phân cuối nữa. Đó là toàn bộ bài về quay trang mà cô đã truyền tải cho các bạn. Cô nghe em. Em nói lại cho cô với. Rồi, ok. Tí nữa cô gửi nhá.
Lan, Lan nữa cô chuyển sang file Word cho dễ gửi. Chuyển sang file Word, cô chỉ đánh mấy cái dòng đó copy sang thôi. Thì các bạn nhìn vào nó cũng rất là dễ. Không có gì. Nên trách nhiệm của các cô vì là có thể là học online thì các bạn nghe nhiều khi là mạng nó mập mõm, nghe nó không rõ, rồi có thể là chúng ta trong lúc cái lúc học chúng ta có một chút việc gì đó xin cô ra ngoài thì chúng ta vẫn có thể quay lại nhìn lại được cái bài học, chúng ta hiểu ra ngay là chúng ta đang học gì. Phần tiếp theo đó là phần bài tập. Tôi chia sẻ lại màn hình cho các bạn. Cho các bạn 6 từ, các bạn sẽ phải đặt câu với 6 từ này. Đó là bài 1. Bài thứ 2 đó là gì? Bà xin mình đã truy dự chủ trấn lý y liền. Phần này chúng ta sẽ đọc cái phần khảo trạng quy chứa. Chúng ta sắp xếp xem, lần lượt xem. Chúng ta sẽ xếp được câu nào trước, câu nào sau. Tuy nhiên trong một cái bài thì có rất nhiều câu gọi là nó tương ứng về cấu trúc, nó tương ứng về nội dung. Chính vì vậy mà chúng ta cũng có thể xếp lệch đi một chút, cho câu này trước, câu này sau, hoặc là câu kia trước, câu này sau. Đó là phần gì chúng ta cảm thấy nó hài hòa, cảm thấy nó logic chặt chẽ thì chúng ta vẫn có thể sắp xếp. Và một bài sắp xếp có thể có nhiều đáp án, nhưng cũng không phải là quá lộn xộn được, đúng không? Chúng ta khi mà thấy nó tương đồng về cấu trúc, tương đồng về nội dung thì lúc đó chúng ta mới được phép thay thế vị trí cho nó nhé. Rồi. Đó là bài số 2. Về bài số 3 là cái bài quan trọng nhất. Bài số 3 lúc nào cũng là bài điểm cao nhất, chiếm điểm về bài viết nhất. Đó là bài chúng ta dựa vào những cái nội quy ở bên trên mà chúng ta đã học thì chúng ta viết bài bên dưới. Ở phần 1 nhỏ người ta có gì đây? Căn cứ trường học của tình huống chính sĩ phân sang cơ quy định. Chứ sảo sứ theo ít nhất là phải 10 cái điều lệnh, 10 cái nội quy. Vậy thì phần này các bạn sẽ thử nghĩ, ngồi nghĩ xem khi lên lớp thì chúng ta có những cái nội quy gì, cái quy định gì. Các bạn thử kể xem nào. Chúng ta có những quy định gì? Đúng rồi, đây có từ sang khư mà, sang khư quy tỉnh khi lên lớp. Đây gọi là lên lớp, là đi học đấy. Còn đến lớp đúng giờ không? Có. Có phải làm bài tập không? Bài tập trước khi lên lớp không? Có, đúng không? Trong lớp thì chúng ta còn phải ngồi chú ý nghe cô giảng bài không? Có. Vừa có phải hăng hái ra tay phát biểu không? Có, đúng không? Đây chính là phần những phần nội quy. Tiếp theo nữa, bây giờ chúng ta lớn rồi, ăn mặc rất là đẹp. Nhưng mà đã đẹp rồi thì chúng ta cần phải gọn gàng, cần phải thời trang, không được hở hang. Thì đó cũng chính là nội quy, đúng không? Tiếp nữa là gì? Có được nói tục chửi bậy không? Không ạ. Không, đúng không? Đây cũng là phần nội quy. Ăn nói lịch sự lễ phép, có đi nhẹ nói khẽ cười duyên không? Ủa? Có không nhỉ? Thế là vừa đi vừa cứ hét vừa cứ hát à? Nói trêu thôi đúng không? Chúng ta sẽ thấy cái nào hợp lý thì chúng ta cho vào. Nên phần 2 nhỏ, chính mỉ nghe tú xem bên giờ tài liệu với yêu cầu xỉa chuộng. Chúng ta phải đọc cái tài liệu người ta cung cấp, những cái tài liệu này, cái yêu cầu cung cấp để chúng ta viết bài. Người ta cho rất là dài, bài ơi là dài. Và yêu cầu người ta là gì? Yêu cầu chỉ có cuối cùng thôi. Quay cải biên cho chủng quân loan trên hóa san chia su quy trị, ná san trung xuế, phú sư quản chuẩn bay chư tình,
Lúc này người ta mới đưa ra gì? Thư viện của trường trung học Nam Sơn sẽ đưa cái quy định về chia su quầy chứa, nội quy mượn sách. Và người ta đưa cho các bạn theo chiếu. Theo chiếu gì đây? 1, 2, 3. Bắt buộc chúng ta phải tuân thủ theo ba cái theo chiếu của họ để chúng ta viết lại cái bài bên trên. Đúng không nhỉ? Ví dụ, người ta cho thời gian mở cửa, thời gian đóng cửa. Rồi tiếp tục là mượn sách thì trả như thế nào, phải có phải dựa vào cái thẻ thư viện không, rồi quản lý sách ra làm sao, ngày nào trả, rồi sử dụng sách, cần phải bảo vệ sách, yêu sách như thế nào. Thì đó là cái phần mà các bạn phải sắp xếp lại toàn bộ cái bài lộn xộn bên trên của họ nhé. Rồi, bây giờ các bạn nghỉ giải lao ít phút, đến 9:20 các bạn quay trở lại lớp giúp cô nhé. Vâng ạ. Cô hỏi một chút, từ nãy đến giờ cô giảng về phần lý thuyết, có bạn nào không nắm được không? Đều nắm được đúng không? Cô dễ hiểu không? Dễ hiểu ạ. Rồi, ok. Thì các bạn, tại vì là các bạn rất là hợp tác, các bạn đọc trước rồi, đọc rất là nhanh, các bạn dịch rất là tốt. Về cái summary của bạn, cô khẳng định là các bạn đã nắm còn chặt chẽ hơn cả phần khấu ủy, cho nên là khi nghe cô giảng thì sẽ nhanh hơn. Buổi sau chúng ta lại cứ tiếp tục phát huy nhá, được không nhỉ? Ok, các bạn nghỉ giải lao ít phút.